Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Một ngụm ăn cả thỏ con, tập 3. Cố lên, cố lên, nhất định có thể ốm. Cáo dũng cảm, không sợ khó khăn. Thằng nhóc này trông rất là khỏe. Làm thế nào mà thỏ con lại có dính líu đến động vật ăn thịt? Quan hệ của người người bọn họ nhìn có vẻ rất là tốt. Chuyện này là sao? Tôi xin lỗi vì để các cậu chờ lâu. Vừa nãy dành chút thời gian để tìm bộ đồ thể dục và đi lạc đường. Ây da, ây da. Ây da. Bịch. Chà chà. Không sao, không sao. Chúng ta bắt đầu thôi. Vậy trước tiên chúng ta chạy 10 vòng quanh sân trường để khởi động làm nóng cơ thể. Vù. Tiếng chuông cảnh tỉnh của đàn ông đang nhắc nhở mình. Con thỏ đó rất là nguy hiểm. Ưng ực, ưng ực. Thình thịch, thình thịch. Cậu cũng muốn uống sao? Hừ, vẫn có một chút mắt nhìn đấy. Ưng ực, nước của cậu đều là của ông đây. Cậu ta cướp nước của người khác uống. Hình như là học sinh trao đổi đến từ Nam Cực. Trông khá là hung dữ. Có phải thỏ bị uy hiếp không? Hả? Mấy người nói gì đấy? À, hung dữ quá đi. Chạy nhanh lên. Trông không dễ đối phó. Đây là uy nghiêm mà một đại ca cần có. Con thỏ đó luôn phá sự quyến rũ của mình. Hử? Tôi vẫn chưa nói xong những lời tôi muốn nói với cậu trong giờ học ban ngày. Tôi muốn cùng với cậu. Đẹp trai quá đi. Đẹp trai quá. Trước đây chưa từng gặp qua. Là học sinh trao đổi của Nam Cực sao? Trần Kha, báo biển. Học sinh trao đổi Nam Cực đến Bắc Cực. Dễ thương quá. Nhớ không nhầm cậu ta cũng là người cùng đến giao lưu. Xin lỗi các chị, em đến tìm người ạ. Này, thằng nhóc này, cậu tính làm gì? Sao cậu dám phớt lờ tôi? Lục Quyết, lâu rồi không gặp, cậu có còn nhớ tôi không?